Tôi thì tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái chứng từ ngân hàng. Tiếp theo là cái chứng từ giấy báo nợ chi của ngân hàng. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn thêm mới. Các bạn nhìn thấy là một số cái như ở đây chúng ta thấy là khi lập một cái chứng từ này thì đòi hỏi chúng ta phải chuyển đi từ tài khoản ngân hàng nào. Chúng ta ví dụ ở đây chúng ta có 3 tài khoản của 3 ngân hàng khác nhau và chúng ta sẽ chuyển đi từ cái tài khoản ngân hàng Vietcombank. Thì chúng ta chọn ở đây là ví dụ chúng ta chi tiền thanh toán tiền điện thoại, hoặc là trong các cái trường hợp mà chuyển tiền cho khách hàng các bạn lập đúng cái chứng từ này. Dĩ nhiên cái đấy nó không liên quan đến thuế. Trong này có đầy đủ các cái mẫu của từ 8 đến 10 ngân hàng mà chúng tôi thiết kế sẵn cái mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng, nên cái này các bạn xem ở trong mẫu này nó phù hợp mà ngân hàng chấp nhận thì các bạn có thể in từ phần mềm ra để các bạn đưa đi nộp cho ngân hàng. Các đối với cái thông tin công ty mà chúng ta chuyển cho đối tượng đấy, các bạn khai báo đầy đủ tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng, diễn giải nội dung như nào đầy đủ. Thế thì ở đây chúng ta tiếp theo chúng ta hạch toán. Ví dụ ở đây là một cái khoản mà chúng ta thanh toán cái tiền điện thoại cho công ty dịch vụ viễn thông, thì chúng ta sẽ hạch toán vào ví dụ 6422. Ở đây chúng ta thanh toán 1 triệu 500 nghìn tiền điện thoại. Đồng thời với cái việc này thì đối với cái trường hợp này các bạn phải kê thuế, có hóa đơn của người ta thì các bạn phải kê thuế vào đây. Giá tính thuế nó ngày loại hóa đơn đầy đủ. Sau khi các bạn lập xong các bạn chỉ cần chọn lưu. Đấy, như thế là đã xong cái chứng từ ngân hàng. Và đồng thời cái việc này chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ thanh toán này. Chúng ta có nhìn thấy một cái chứng từ là chuyển tiền cho khách hàng ở đây, chúng ta hạch toán vào đây 331 chuyển tiền cho nhà cung cấp đúng không? Đó là trường hợp mà chúng ta chuyển tiền để đặt cọc cho người ta cũng hạch toán như này cả thôi. Như vậy là đã xong cái phần giấy báo nợ chi của ngân hàng.